Hello everyone, welcome back to my channel Start Gonna Go. Các bạn cùng mình khám phá tất cả đầu tiên nha. Subway Surfer. Thank you.
So, ¿qué va a haber de mi sección santa? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Let's go. Where am I? Sau đó thì mình sẽ xong đi.
So let's go. Rồi, vào đây thì các bạn sẽ lấy dầu. Let's go. Ok. Và mình sẽ quay lại vị trí kia.
Rồi, và gọi điện lại cho cậu chàng trai kia. Mike. Okay. No, it's my turn. No, I got it. This time. Lấy cuộn dây đồng nào. Let's go. Hi. Welcome to my schoolhouse. Problem one. Problem two. Problem three. Problem four. Problem five. 9 × 4 = 36. Ok. Tất cả là 7 câu hỏi các bạn nhé. 2 + 2 = 4 - 1 = 3. Problem six. 20 × 2. I am the one, the way your son don't need a gun. Problem seven. Oh, that's right.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm, Grandi. Wow, vẫn chưa tìm thấy gì. Và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tàu. Cả cây. Thank you.
Ở đây thì các bạn cần tìm hai thứ nữa, đó chính là một chiếc chìa khóa màu đỏ và một chiếc chìa khóa màu xanh. Blue key và red key. Để mở cánh cửa chính nó ra. Bỏ này đây đi đâu. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Friday giờ 13. Rồi, sau đó thì sẽ tiêu diệt. Thank you.
Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Dispatch you. Sẽ đi xuống dưới tầng hầm. Và mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, Despite One. Let's go.
Oh my gosh, I'm done with my song. Ban đầu, sau đó thì lại quay lại ngôi nhà vừa rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.